Vâng, xin được gửi lời chào tới tất cả các quý thầy cô, các quý vị đồng nghiệp và các quý người nhà bệnh nhân và bệnh nhân đang theo dõi chương trình. Và sau đây thì để đi vào cái chương trình nội dung của buổi sinh hoạt khoa học chiều nay của chương trình tâm điểm ung thư thì tôi xin trình bày cái nội dung đầu tiên, đó là về các cái điều trị ung thư vú giai đoạn sớm, phân nhóm bộ ba âm tính. Bài trình bày của chúng tôi thì thứ nhất là tôi sẽ điểm qua những dữ liệu của ung thư vú ba âm tính và thứ hai là các nghiên cứu cập nhật. Như chúng ta đã biết thì với ung thư vú ba âm tính là cái phân nhóm mà chiếm khoảng tầm 15% trong tất cả các phân tiếp sinh học của ung thư vú, và đây là một cái phân nhóm mà rất là khó điều trị. Mặc dù đã phát hiện giai đoạn sớm nhưng tuy nhiên thì chúng ta thấy là cái tỷ lệ tái phát ở trong phân nhóm này cũng khá là cao, và khi mà tái phát thì di căn nhiều vị trí, và đó là một cái cách tiếp cận mà đối với cái ung thư vú giai đoạn tái phát di căn khá là khó khăn. Vậy thì với những cái việc mà trong tiến bộ trong cái chẩn đoán sớm và điều trị sớm ung thư vú bộ âm tính hiện nay thì đã có những cái tiến bộ gì, thì sau đây thì chúng ta sẽ đi vào cái dữ liệu của phân nhóm bộ ba âm tính. Thứ nhất là với cái phân nhóm bộ ba âm tính thì ta thấy là bối cảnh điều trị thì cũng gần như giống với các phân nhóm khác. Với các hóa trị bổ trợ thì chúng ta thấy là hóa trị dựa trên cái nền tảng là các phân nhóm anthracycline và taxane, dựa trên các cái ưu thế về cái phác đồ tuần là 12P, dựa theo cái bằng chứng của nghiên cứu M199. Chúng ta cũng đã thấy nhiều cái vai trò của carboplatin trong cái vai trò của hóa trị bổ trợ trước trong các nghiên cứu như CanGB 40603 và Gepasito, và chúng ta cũng thấy được vai trò của các cái carboplatin hay như là cái phác đồ carboplatin và paclitaxel tuần. Cái này thì cũng đã khuyến cáo trong thực hành và chúng ta cũng lựa chọn trên từng các đối tượng cụ thể mà có thể điều trị, lựa chọn đối với phần nhóm bộ ba âm tính. Và chúng ta cũng có những tiến bộ về như là về khi mà chúng ta điều trị bổ trợ trước mà còn tồn dư thì chúng ta có thể tiếp cận các cái thuốc như là capsaicin, hoặc với giai đoạn sớm hơn thì chúng ta có thể dùng các thuốc miễn dịch hoặc các thuốc ức chế PAP. Các cái khuyến cáo từ năm 2017 đến nay, chúng ta sẽ điểm lại nhanh thôi. Từ năm 2017 chúng ta thấy có vai trò của capsaicin trong cái điều trị với cái tồn dư, và chúng ta có vai trò của các phác đồ tuần, vai trò carboplatin trong cái điều trị tân bổ trợ và các cái thuốc ức chế PAP. Với các nghiên cứu về ung thư vú giai đoạn sớm thì chúng ta thấy là có các nghiên cứu mà chúng ta thấy là như là IMPASSION 130, đặc biệt là các nghiên cứu về thuốc miễn dịch và khởi đầu là Japanuevo, và sau này là Keynote 522 và đã được ứng dụng trên thực hành lâm sàng. Chúng ta sẽ quay lại với Japanuevo sau. Trước ta chúng ta đi vào cái nghiên cứu Keynote 522. Đây là một nghiên cứu rất là quan trọng được public từ năm 2019 tại Nghị San Antonio. Đây là một nghiên cứu lựa chọn đối với bệnh nhân mà ung thư vú bộ ba âm tính ở các giai đoạn, thậm chí là có cả T1C và T2, T4, N0, N2 bộ ba âm tính, và chúng ta thấy bắt đầu bằng liệu trị pháp miễn dịch cộng với lại hóa trị liệu mà so sánh với lại các cái hóa trị liệu đơn thuần, và chúng ta tiếp tục sau khi tiến hành hóa trị bổ trợ trước thì chúng ta tiến hành phẫu thuật và duy trì cái thuốc miễn dịch với thời gian là 9 cycle và 27 tuần, và chúng ta so sánh với lại nhánh giả dược, và mục tiêu chính của nghiên cứu là cái PCR. Thế thì nghiên cứu này thì đã đạt được cái PCR ở những lần public dữ liệu đầu tiên, khi mà chúng ta cái FS, PFS và cái OS trên nhóm bệnh nhân ung thư vú ba âm tính, và đây là một cái bằng chứng rất là quan trọng trong cái việc mà lựa chọn cái thuốc miễn dịch trong cái điều trị bổ trợ trước cho cái nhóm ung thư vú bộ ba âm tính nguy cơ cao. Chúng ta quay trở lại với lại cái bảng thiết kế và các cái nghiên cứu cập nhật, chúng ta thấy là nghiên cứu Japanuevo, đây là một nghiên cứu mà cũng sử dụng cái thuốc miễn dịch ở trong thuốc trong nghiên cứu, đó là Duvalumab, thì cái mục tiêu chính của nghiên cứu cũng là cái PCR, và chúng ta đã đạt được tại cái thời điểm khi mà công bố là dữ liệu đầu tiên của nghiên cứu Japanuevo này, và tất cả những cái bệnh nhân mà các kết quả đạt được của nghiên cứu cả về PCR, cả về IDFS và thậm chí là OS với P có ý nghĩa thống kê, và với cái dữ liệu mạnh mẽ từ nghiên cứu Japanuevo này thì người ta gợi ý đánh giá thêm liệu mình tiếp tục duy trì cái miễn dịch sau cái bối cảnh điều trị ban đầu, tức là trong vai trò điều trị bổ trợ đó, thì có hiệu quả hay không. Thì tại hội nghị San Antonio cách đây vài ngày thì chúng ta thấy là những cái dữ liệu điều trị bổ trợ của Duvalumab cùng của miễn dịch Atezolizumab ở trong cái bối cảnh là bổ trợ, thì chúng ta thấy là khi mà đối với phần nhóm ung thư vú bộ ba âm tính giai đoạn 2-3 đã phẫu thuật, và đối với lại có lớn hơn 50% các cái giai đoạn mà 50% các cái số lượng
hạch dương tính thì chúng ta thấy duy trì bằng atezolizumab cộng với hóa trị, và sau đó thì chúng ta duy trì theo hóa trị chuẩn là 4 tuần AC hoặc là EC, sau đó là 12 tuần Pacli, và chúng ta sẽ duy trì atezolizumab trong vòng tầm 1 năm. Và chúng ta một cái nhánh đối chứng là chúng ta chỉ theo dõi đơn thuần khi mà mục tiêu chính của nghiên cứu là cái iDFS trong cái quần thể dân số chung. Thế thì những cái dữ liệu, đây là những đặc điểm của nghiên cứu, chúng ta thấy là đối với ung thư vú ban tính, chúng ta thấy là các cái đặc điểm về chúng ta thấy cái đặc điểm đây là cái về cái chủng tộc, chúng ta thấy là cái chủng tộc châu Á chúng ta thấy là chiếm khoảng tầm 40% cái số lượng của nghiên cứu. Vậy thì những cái dữ liệu này có ảnh hưởng đến cái quần thể chung của một cái yếu tố nào để liên hệ với quần thể của nếu mà bệnh nhân của Việt Nam hay không, thì chúng ta cũng chờ xem thêm kết quả. Những cái đặc điểm dữ liệu ở đây chúng ta thấy là cái độ mô học đối với lại ung thư vú ban tính, cái độ 3 lại chiếm tầm 62,9%, và những cái giai đoạn như là PT1, PT2 chúng ta thấy tương đồng ở hai nhánh. Và kết quả của nghiên cứu này là thể hiện cái iDFS ở trong cái dân số chung khi mà nhánh mà sử dụng atezo trong cái vai trò bổ trợ là 11,5%, còn cái nhánh biến cố iDFS ở cái nhánh mà sử dụng hóa trị là 10,2%. Như vậy chúng ta thấy là tại cái thời gian trung vị theo dõi là 25 tháng, chạy từ cái khoảng biên thiên từ 0 đến 53, thì chúng ta thấy là gần như là cái iDFS của hai nhánh là không có sự khác biệt ở trong cái nghiên cứu và tất cả các cái dưới nhóm khác nữa. Về các độc tính thì chúng ta thấy là các độc tính của nhánh sử dụng atezo và nhánh sử dụng hóa trị là cũng tương đương nhau. Tuy nhiên cái độc tính độ 3, độ 4 mà ảnh hưởng đến trực tiếp đến bệnh nhân nghiên cứu mà cần phải trì hoãn liều hoặc là giảm liều, chúng ta thấy là độc tính độ 3, độ 4 là cái nhánh sử dụng miễn dịch thì thậm chí còn nhiều hơn cả nhánh hóa trị. Và hầu hết là các cái AE ở các cái khác nữa được quan sát, được nhận thấy trong nghiên cứu ở cái nhánh mà sử dụng atezo là khoảng lớn hơn 5%. Và các cái độc tính khác như là về độc tính về viêm gan thì chúng ta thấy là ở cái nhánh sử dụng miễn dịch nhiều hơn, và các độc tính về viêm phổi. Và kết luận của nghiên cứu này là khi mà chúng ta điều trị cái bổ trợ atezolizumab trong cái vai trò điều trị bổ trợ, chúng ta thấy là cái so với lại cái nhánh hóa trị đơn thuần thì chúng ta thấy không cải thiện về cái iDFS ở trong cái quần thể dân số chung với lại cái HR bằng 1,12. Và những cái độc tính an toàn thì cũng không xuất hiện thêm so với lại atezolizumab ở trong các cái nghiên cứu được quan sát. Và những cái dữ liệu kết luận của tác giả nghiên cứu đã chỉ ra rằng là bổ sung vào cái atezolizumab vào cái hóa trị bổ trợ ở những phân nhóm bộ ba âm tính này thì khi mà sau khi đã phẫu thuật thì chúng ta không thấy cải thiện được cái dữ liệu, không cải thiện được kết quả so với lại cái hóa trị đơn thuần. Và một cái nghiên cứu cũng rất là quan trọng là đó, đấy là cái nghiên cứu mà khi mà chúng ta với cái hóa trị bổ trợ trước phân nhóm bộ ba âm tính thì chúng ta có thể sử dụng cái hóa trị anthracycline hoặc là taxane hoặc là docetaxel hoặc là paclitaxel. Thì vậy thì liệu chúng ta có thể xuống thang hóa trị đối với cái phân nhóm bộ ba âm tính này hay không, bằng các cái bằng chứng là các thử nghiệm miễn dịch, chúng ta thấy là dùng thuốc miễn dịch cộng với hóa trị chúng ta đạt được cái PCR rất là cao, thậm chí là trên 50%, như Japanovo chúng ta đạt được khoảng tầm 61%. Vì vậy thì nếu mà bổ sung cái điều trị miễn dịch này và chúng ta xuống thang hóa trị thì liệu kết quả nó có khác nhau không? Thì cái nghiên cứu BSCG 1902 chúng ta sẽ trả lời cái câu hỏi này. Đây là một cái nghiên cứu, chỉ là một cái nghiên cứu pha 2 trên khoảng tầm hơn 100 bệnh nhân, khi mà chúng ta thấy là liệu pháp miễn dịch dẫn đầu dùng trước 2 tuần và sau đó là duy trì bằng miễn dịch. Thuốc miễn dịch ấy sử dụng là nivolumab cộng với lại cái hóa trị được lựa chọn là paclitaxel và carboplatin, sử dụng theo liệu trình tuần, và một cái nhánh còn lại là sử dụng nivolumab ngay từ đầu kết hợp với hóa trị miễn dịch và cái thuốc miễn dịch được duy trì sau đó. Và khi chúng ta cái mục tiêu của nghiên cứu là chúng ta đánh giá cái đáp ứng PCR và các dưới nhóm là cái FS và RCB hay là các cái PCR theo cái mức độ bộc lộ PD-L1. Thì đây là cái dữ liệu của các cái nghiên cứu, chúng ta thấy là cũng khá là tương đồng giữa hai nhóm, kể cả cái nhóm mà có biểu hiện tiêu và PD-L1. Về cái kết quả của nghiên cứu này thì về cái đáp ứng PCR chúng ta thấy là ở trong cái quần thể mà sử dụng nivolumab ngay từ đầu thì chúng ta đạt được là 51%, thế còn ở cái nhánh mà sử dụng đồng thời nivolumab là 54%. Và các cái dưới nhóm thì chúng ta thấy là cả dưới nhóm mà PD-L1 lớn hơn 1% hoặc là nhóm có biểu hiện tiêu thì chúng ta thấy là cũng đều đạt được cái đáp ứng là cao và có ý nghĩa. Như vậy thì kết luận của nghiên cứu là với cái tỷ lệ đáp ứng của PCR mà trong những cái phân tích ban đầu thì chúng ta thấy là nghiên cứu này còn tiếp tục được phát triển tiếp. Nhưng với những cái dữ liệu về PCR ban đầu thì chúng ta thấy là với cái liệu pháp nivolumab miễn dịch dẫn đầu và kết hợp với hóa trị với nivolumab ở trong cái điều trị bổ trợ trước đối với phân nhóm bộ ba âm tính thì chúng ta thấy cái tỷ lệ đáp ứng PCR đây là tương đương nhau, vì kết quả của nghiên cứu là chỉ ra là 51-54%, và đặc biệt là cái PCR đáp ứng cao hơn ở các nhóm mà có biểu hiện PD-L1 dương tính hoặc là tiêu
có biểu hiện tiêu cao, và chúng ta thấy là cái EFS thì những dữ liệu EFS còn đang được hoàn thiện, và cái PI của nghiên cứu thì cũng khuyến cáo là với một cái nghiên cứu mà chúng ta cứ sử dụng cái thuốc miễn dịch mà chúng ta đạt được cái PSA trên 50%, có nghĩa là chúng ta cũng có thể là có cái liên quan đến cái hiệu quả kéo dài và liên quan đến cái hiệu quả cao hơn với đối với phân nhóm mà bổ cho trước bộ ba âm tính. Và điều này đặc biệt nhấn mạnh là trong thuốc không có sử dụng anthracycline thì chúng ta có thể thấy là kể cả chúng ta có xuống thang bỏ anthracycline ra thì chúng ta thấy là vẫn đạt được cái đáp ứng PCR trên 50%. Và tất nhiên thì chúng ta cần chờ những cái dữ liệu tiếp theo về EFS thì chúng ta phải khẳng định được chính xác là vai trò của miễn dịch ở trong cái điều trị mà kết hợp với lại hóa trị sử dụng đồng thời trong bổ trợ trước bộ ba âm tính được không. Một số nghiên cứu khác được tiến hành trên ung thư vú bộ ba âm tính là chúng ta biết là một cái loại thuốc mà tỏ ra rất là hiệu quả ở trong các cái ung thư vú ba âm tính giai đoạn muộn, đó là các cái thuốc về liên hợp thuốc kháng thể CHOP. Thì chúng ta thấy là với cái vai trò trong giai đoạn tái phát di căn thì cải thiện cái sống thuế không tiến triển và OS, và các nghiên cứu ở giai đoạn các cái thuốc liên hợp thuốc kháng thể này được nghiên cứu ở cái giai đoạn sớm như là các cái nghiên cứu pha 3 về sử dụng các cái sacituzumab govitecan ở trong cái lựa chọn mà những đối với bệnh nhân mà còn tồn dư sau điều trị ban đầu, hoặc là những cái nghiên cứu khác về những nghiên cứu với cỡ mẫu lớn thì chúng ta cũng chờ xem các cái hiệu quả thực sự của các cái thử nghiệm sử dụng các thuốc liên hợp kháng thể này và kết hợp với thuốc miễn dịch sẽ như thế nào, và chúng ta chờ các cái kết quả của tương lai. Tóm lại với các cái cách tiếp cận ung thư vú bộ ba âm tính thì chúng ta thấy là chúng ta đẩy mạnh lên với cái vai trò các đáp ứng của PCR trong các cái của carboplatin của các thuốc miễn dịch, thì chúng ta có thấy là chúng ta có thể tiếp cận những cái hóa trị tân bổ trợ đối với những ung thư vú bộ âm tính ở những giai đoạn sớm hơn, thậm chí là những giai đoạn T1C và chưa có di căn hạch. Chúng ta cũng là trong các trường hợp mà chúng ta phải lựa chọn các cái trường hợp cá thể hóa để lựa chọn các cái phương án tiếp cận là cái hóa trị bổ trợ trước. Với các cái u mà kích thước là trên T2 thì chúng ta thấy là vai trò của rõ rệt của nghiên cứu Keynote 522 của Pembro, một số nghiên cứu thì đang tiến hành, và chúng ta thấy là nếu mà còn tồn dư thì chúng ta có các cái tiếp cận như trên cái slide. Chúng ta có thể thấy là có thể dùng casatabin, có thể dùng olaparib, chúng ta phụ thuộc vào mức độ chúng ta làm cái đặc tính sinh học của khối u và các đột biến gen như là BRCA, và chúng ta có thể là điều trị thêm miễn dịch theo cái kết quả thêm 1 năm. Bởi vì chúng ta thấy trong nghiên cứu Keynote 522 chúng ta thấy là một cái nhánh mà sử dụng mà giữa đánh điều trị bổ trợ thuốc miễn dịch 1 năm và không điều trị, chúng ta thấy vẫn là cái cải thiện được cái lợi ích của cái phương pháp điều trị bổ trợ bằng thuốc miễn dịch đối với ung thư vú bộ ba âm tính. Như vậy thì đến kết luận thì chúng ta thấy là vai trò của cái thuốc đối với ung thư vú ba âm tính, một số cái kiến thức đã thừa nhận đó là một số cái vai trò của palatin ở trong tân bổ trợ đã cải thiện được cái PCR và cái FS. Tuy nhiên cái dữ liệu về OS thì chưa cải thiện, nhưng mà nó vẫn chưa được rõ ràng và cũng cần phải khẳng định thêm. Với các trường hợp mà có u tồn dư thì chúng ta có thể sử dụng các cái phương pháp, các cái thuốc khác như là capecitabine hoặc là pembrolizumab. Và đối với ung thư vú triple negative thì chúng ta thấy là pembro cộng hóa trị là cái điều trị chuẩn đối với một cái phương pháp tiếp cận về hóa trị neo. Và vai trò của miễn dịch ở trong điều trị bổ trợ thì chúng ta thấy là với pembro chúng ta nghiên cứu Keynote 522 chúng ta cũng cần cân nhắc cùng dựa trên từng cái yếu tố cá thể hóa khác, và ức chế PARP cũng là một cách lựa chọn điều trị đối với bệnh nhân ung thư vú bộ ba âm tính với kết quả của nghiên cứu Olympia. Và cái thuốc ức chế PARP thì có lẽ là trong bài trình bày của tiến sĩ Yến thì chúng ta sẽ thấy được rõ hơn vai trò của cái thuốc ức chế PARP đối với thuốc ức chế CDK46. Vâng, bài trình bày của tôi xin được kết thúc tại đây. Xin cảm ơn các sự lắng nghe của quý vị thầy cô ạ.